Quý vị đang theo dõi bản tin Trước Ống Kính trên sóng truyền hình BRT. Hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 10, tôi là Nhật Trường sẽ kết nối thông tin cùng quý vị. Những diễn biến đáng chú ý nhất về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cả nước sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây qua ống kính an ninh. Thưa quý vị, Công an Nhân dân là những người được tuyển chọn đào tạo kỹ càng để luôn là hình ảnh mẫu mực về phẩm chất đạo đức, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn có những cán bộ chiến sĩ công an đã không vượt qua được cám dỗ dẫn đến tha hóa phạm tội. Những con sâu đó đều bị loại bỏ. Trong vụ án chiếm đoạt chất ma túy mà Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức xét xử sơ thẩm, có 3 bị cáo thì 2 trong số đó nguyên là cán bộ công an tỉnh Sơn La. Và một bản án rất nghiêm khắc đã được tuyên cho 2 cán bộ công an biến chất này. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với truy tố và luận tội của cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La. Mức hình phạt cho Nguyễn Văn Thường và Nguyễn Tùng Lâm, nguyên cán bộ công an tỉnh Sơn La, đều là 20 năm tù giam và Phạm Tuân 18 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho Cục Thi hành án dân sự số tiền gần 15 triệu đồng. Theo cáo trạng, do nợ nần, Nguyễn Văn Thường điện thoại cho Nguyễn Tùng Lâm để bàn bạc tìm cách đột nhập vào trụ sở các cơ quan tại thành phố Sơn La để lấy tài sản. Lâm đồng ý và chọn mục tiêu là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, và khi còn công tác, Lâm đã có nhiều lần chuyển vật chứng vụ án và biết rõ vị trí kho vật chứng. Sau khi trao đổi, Thường nhất trí và rủ thêm Phạm Tuân tham gia. Trước khi thực hiện hành vi, Thường và Tuân đã 2 lần lên Sơn La để cùng Lâm đi thị sát khu vực kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Đến rạng sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018, Thường, Lâm và Tuân cùng đột nhập kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự Sơn La, chiếm đoạt 7,9 kg heroin, 3,4 kg ma túy tổng hợp cùng một chiếc điện thoại là vật chứng của 5 vụ án. Trong muôn hình vạn trạng hình thức lừa đảo trong thời đại công nghệ 4.0 mà bọn tội phạm nghĩ ra để chiếm đoạt tài sản của người dân, thì trò mạo danh Bộ Công an có lẽ là một thủ đoạn được sử dụng khá nhiều, bởi người dân rất dễ bị lầm tin khi nghĩ đó là cơ quan quyền lực mà tội phạm không dám lợi dụng để lừa đảo. Tuy nhiên, vì là môi trường mạng khó kiểm chứng nên nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ trở thành nạn nhân. Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện một website giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định tên miền http://2.2/113113vn.com có máy chủ đặt tại Hoa Kỳ đã giả mạo cổng thông tin điện tử Bộ Công an nhằm tạo niềm tin cho người truy cập. Khi người dân truy cập vào một phần mềm giám sát thì hệ thống sẽ tự động tải về một tập tin độc hại có tên vn.abk. Tập tin này có thể chiếm quyền điều khiển, đánh cắp thông tin dữ liệu quan trọng trên các thiết bị điện tử. Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo cá nhân, tổ chức cảnh giác không truy cập vào tên miền trên và nhanh chóng xóa bỏ tập tin độc hại. Đơn vị này cũng cho hay, đối với các website thuộc hệ thống chính phủ của Việt Nam thường có tên miền với đuôi .gov. Một người đàn ông trong lúc xuống thau rửa bể nước ngầm cho gia đình đã gặp sự cố dẫn đến tử vong. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong là do điện giật. Sự việc xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận được tin báo về việc có một người bị mắc kẹt tại bể nước ngầm của ngôi nhà trên phố Đại Từ, phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng người này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn A, sinh năm 1988. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có một số vết xay xát ở vùng mặt, tay, chân. Ngực trái của nạn nhân có một vết cháy bỏng da kích thước 12x4,5cm. Tại khu vực trên thành của bể, ngang với mép bể, có hai đoạn dây điện màu đỏ trắng, loại dây có tiết diện 0,2cm. Khi kiểm tra trên đoạn dây điện màu trắng bằng bút thử điện, lực lượng công an thấy đèn bút thử điện ở trạng thái sáng, chứng tỏ dây điện hở này có điện. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai của người biết sự việc, cơ quan công an nhận định anh A thiệt mạng do bị điện giật bởi nguồn điện tiếp xúc từ hai đoạn dây điện nói trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa phát thông báo truy tìm đối tượng tên là Chu Văn Thảo, sinh năm 1981, ngụ phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là nghi phạm gây ra vụ giết người thảm khốc tại hẻm số 60, đường Lê Thị Trung, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào ngày 20 tháng 10.
Theo điều tra ban đầu, chị Đặng Thị Thanh Nguyên sinh năm 1982, ngụ khu phố 4, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương và Chu Văn Thảo có quan hệ vợ chồng. Hiện đang sinh sống và làm nghề vá vỏ xe tại địa chỉ 27/9 đường Mỹ Phước, Tân Vạn, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Quá trình sinh sống giữa Nguyên và Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Nguyên đang làm thủ tục ly hôn. Thời gian gần đây, Nguyên có quen biết qua mạng xã hội với anh Võ Nhất Thiên, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Ngày 20 tháng 10, Thiên điện thoại hẹn Nguyên đi uống nước. Khi Thiên đi đến hẻm 60 Lê Thị Trung để đón Nguyên thì bất ngờ Chu Văn Thảo xuất hiện và xông vào đánh Thiên. Lúc này Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thiên dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên đang bị công an truy bắt. Ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh 18 có địa chỉ tại xóm Đỉnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn. Qua đó phát hiện một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngay lập tức, Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị Ban chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng cùng kiểm tra kho hàng. Quá trình kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh 18, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình phát hiện 2.053 thùng, bao và phi đựng hóa chất các loại, trong đó có 210 thùng thuốc trừ cỏ thành phẩm, nhãn hiệu Landrup 480SL gấu đỏ, 204 thùng thuốc trừ cỏ thành phẩm, nhãn hiệu Landrup 480SL trâu đen, 480 thùng thuốc trừ cỏ thành phẩm, nhãn hiệu Landrup 480SL bò vàng, 330 thùng thuốc trừ cỏ thành phẩm nhãn hiệu Landrup 480SL trâu đỏ, 35 thùng thuốc trị bệnh thực vật thành phẩm Wisobo, 120 bao thuốc trừ sâu dạng bột Chlorpyrifos, 600 bao hóa chất Nidosamin 70%, 74 phi hóa chất Inip 650FE cùng nhiều bao bì sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chưa đóng gói. Ngoài số lượng thuốc bảo vệ thực vật nói trên, lực lượng chức năng còn phát hiện các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ghi nhãn có xuất xứ nước ngoài. Người đại diện kho hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan tới hoạt động bảo quản, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu tại kho. Theo khai báo của công ty Cường Thịnh 18, số thuốc này thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần nông dược Nhật Thành, có trụ sở chính tại thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, do ông Phạm Văn Tiến là giám đốc thuê lại của công ty. Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình xác minh điều tra làm rõ. Bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện đến đây khép lại. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn để xem lại bản tin đã phát trên sóng truyền hình và cũng đừng quên gửi ý kiến góp ý cũng như thông tin cộng tác về hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 18 giờ.